năm tiểu hoa đán hàng đầu Hoa ngữ liều mạng đóng phim đến chẳng cần mạng sống. Thứ nhất, Triệu Lệ Dĩnh. Sau lưng Triệu Lệ Dĩnh cũng có vết gồ rất lớn là biến chứng của một vụ tai nạn trên phim trường. Không biết cưỡi ngựa nhưng cô vẫn cố giấu nỗi sợ và kiên trì thực hiện cảnh quay này, để rồi té ngã nặng đến mức không thể tự đứng dậy khiến mọi người có mặt tại đó lo đến đứng tim. Thay vì nghỉ ngơi để chữa bệnh, Triệu Lệ Dĩnh lại kiên trì tiếp tục công việc trong suốt thời gian dài. Hậu quả là chấn thương ở xương sống của nàng tiểu cốt vì để quá lâu ngày mà bị vôi hóa đến mức sưng vù và không thể chữa trị. Thứ hai, Địch Lệ Nhiệt Ba. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, Địch Lệ Nhiệt Ba đã nhanh chóng vươn lên hàng tiểu hoa đán 9X hàng đầu Hoa ngữ và là gương mặt vàng được nhiều nhà làm phim yêu thích. Ít ai biết rằng, để thành công nhanh đến thế, mỹ nhân Tân Cương phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình. Nữ diễn viên Lâu Nghệ Tiêu từng hé lộ suốt 4 năm qua, Địch Lệ Nhiệt Ba không hề có một ngày nghỉ nào, mỗi ngày đều làm việc đến lả người. Khi nhắc đến việc này, Lâu Nghệ Tiêu không hề ngần ngại mà tỏ ý khâm phục và xót xa sự liều mạng của Địch Lệ Nhiệt Ba, điều mà Lâu Nghệ Tiêu không bao giờ làm được. Thứ ba, Lưu Dược Phi. Có nhan sắc, có gia thế nhưng Lưu Dược Phi vì theo đuổi đam mê diễn xuất mà cũng làm việc rất liều mạng. Vì một cảnh quay, cô sẵn sàng nuốt cá vàng mà không một lời than vãn. Cho đến khi đạo diễn hô cắt, Lưu Dược Phi liền nhả ra để tránh chú cá vàng bị mình làm tổn thương. Hay khi quay Thần Điêu Đại Hiệp, Lưu Dược Phi muốn tự mình thực hiện mọi cảnh quay hành động, đánh võ dù chưa có kinh nghiệm. Cô từng tự mình nhảy xuống hồ nước giữa thời tiết là âm 4 độ mà không dùng bất cứ biện pháp giữ nhiệt nào. Thứ tư, Dương Mịch. Dù ném đá về diễn xuất nhưng chưa anti-fan nào dám chê bai tinh thần chuyên nghiệp của Dương Mịch trên phim trường. Thời điểm quay Tam Sinh Tam Thế tập Lý Đào Hoa, Dương Mịch đã phải ngâm người dưới nước đến 3 tiếng đồng hồ dù khi ấy nhiệt độ đã xuống thấp chỉ còn 4 độ. Chẳng những thế, Dương Mịch còn từng phá vỡ kỷ lục của nhiều sao nữ Hoa ngữ khác khi làm việc suốt 60 tiếng đồng hồ liên tục mà không chịu ngủ nghỉ. 2 ngày rưỡi không ngủ nhưng Dương Mịch vẫn giữ được sự tỉnh táo khiến nhiều người phục sát đất. Thứ năm, Đường Yên. Dù đã là tiểu hoa đán nổi tiếng với các tác phẩm truyền hình thành công, nhưng Đường Yên chưa bao giờ vì thế mà tự mãn hay dở thói ngôi sao đồng đảnh. Chỉ cần gia nhập đoàn làm phim, Đường Yên đều làm việc rất nghiêm túc. Cô từng phải quay phim liên tục trong suốt 7 ngày 7 đêm. Có những ngày cô chỉ có thể tranh thủ nghỉ ngơi được 2 tiếng đồng hồ là phải vội vàng tiếp tục công việc, khiến mọi người xót xa vô cùng. Bạn bị sốc vì sự liều mạng của mỹ nhân nào nhất? Hãy chia sẻ cho Top Sao Hoa được biết nhé!